những đóa hoa. Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm, tìm hoài tìm mãi nên quên lối về. Niềm cô đơn của những người trưởng thành là khi muốn trốn nhưng không ai tìm. Nhiều khi ta muốn ta được bé lại. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Guitar BMT. Hôm nay trong video này thì Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc rất là tuyệt vời của rapper Denvo. Đây là một cái sự kết hợp khá là đỉnh của Denvo và bên nhạc MTV. Và đặc biệt là nó có cái phần guitar rất là hay. Thế thì Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay sau đây. Rồi, các bạn yêu mến Phong thì hãy đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng rung chuông để theo dõi những video mới nhất của Phong. Hãy để lại thắc mắc của các bạn dưới phần bình luận và đừng quên like và share giúp Phong được thấy kênh hữu ích nhé. Ok, bài này trong bản gốc là La Thứ nhá. Và nó sẽ chơi điệu bebop, cái điệu mà các bạn hay gọi là điệu blue ấy, nhưng mình thì mình sẽ không gọi điệu blue mà mình hay gọi là điệu bebop. Và đầu tiên thì Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đệm trước. Như mọi khi thì Phong thường hướng dẫn cái intro trước, nhưng mà riêng bài này Phong sẽ hướng dẫn cái cách đệm trước, bởi vì bài nhạc này nó chỉ có một vòng hợp âm duy nhất thôi, và cái vòng hợp âm cùng với cách đệm đấy là nó đã một nửa cái intro rồi. Thế nên các bạn mà nắm được cách đệm rồi thì lát nữa học intro nó sẽ rất là nhanh. Intro thì Phong cũng đã soạn tab đầy đủ cho các bạn rồi. Chờ đợi để xem nhé. Rồi, bài này từ intro cho đến đầu bài, cuối bài nó chỉ có một vòng hợp âm duy nhất, gồm có La Thứ là chủ âm là hai lần nhé, mỗi cái hai ô, có nghĩa là mỗi hợp âm hai lần đánh ấy. Tiếp theo là Fa major 7 hai lần, tiếp theo là Rê Thứ hai lần luôn, quay về mi trưởng cũng hai lần luôn. Rồi trở về với La Thứ. Rồi, nắm được cái hợp âm rồi, các bạn hãy nhìn lên màn hình. Đây là cách đệm của cái bài này trên vòng hợp âm này. Phong sẽ đánh mẫu trước rồi hướng dẫn chậm cho các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, La tiếp, Fa major 7, lần nữa, Rê Thứ, Rê Thứ, mi trưởng, mi trưởng lần nữa, quay lại từ đầu. Rồi, cái bên dưới ấy, thì nó là số phách. Điệu bebop này thì nó có 4 phách nhịp 4-4 mà, nó sẽ có 4 phách cho một ô nhịp, thì nó sẽ có 1 và 2 và 3 và 4 và 1, 1 này là quay lại. Hợp âm nó sẽ chuyển vào đây. Nếu mà hai La Thứ ấy, thì cái bát La Thứ lần thứ hai nó cũng sẽ vào cái số 1. Thì các bạn đánh làm sao mà những cái dây bát hay móc hay chậm nó phải vào với những cái vị trí tương ứng 1 và 2 và 3 và 4 và nhá. Và là giở chân lên ấy. Rồi, đầu tiên này, La Thứ, bát thì hợp âm nào các bạn đánh cái dây bát đấy. Móc ấy, thì các bạn dùng ba ngón tay này đặt sẵn cố định lên ba dây dưới để móc ra cùng một lúc này. Đấy, bát móc. Còn phách thứ hai chập, chập ấy thì các bạn dùng cái ngón tay cái này, dùng cái má này này để vỗ vào cái dây số 6 và dây số 5 để tạo cái tiếng này. Vỗ nhẹ nhẹ thôi nha, chứ không phải vỗ mầm mầm đâu. Lại này, bát móc chập móc. Đây, riêng cái móc của cái và thứ hai này ấy thì các bạn phải để cho nó ngân qua cái phách thứ ba. Mình lại chậm hơn nữa này, để chú ý cả cái nhịp chân Phong đập trên nền nhá. Bát móc chập móc, móc chập. La lần nữa, bát móc chập móc, móc chập. Fa, đây cái này chuyển lên Fa major 7 rồi, mỗi cái hai hợp âm mà. Rồi bây giờ Phong sẽ đánh trọn vẹn cả một vòng luôn nhá. La móc chập móc, móc chập. La tiếp, Fa major 7, Fa lần nữa, Rê Thứ, Rê tiếp,
Mi trưởng. Mi lần nữa. Quay lại từ đầu. Cái cách đệm của cái điệu bebop này Phong cũng hướng dẫn rất là nhiều trong những video trước. Bạn nào chưa xem hãy quay lại để cho nó cặn kẽ, còn nếu không hiểu thì hãy tua video lại nhá. Ok, sau khi các bạn nắm được cách đệm rồi thì giờ Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn cái intro. Các bạn nhìn lên màn hình nhá. Đây là tab Phong đã soạn sẵn cho các bạn. Phong sẽ không nói lại về cách đọc tab nữa, vì trong những video trước Phong đã hướng dẫn rất là nhiều về cách đọc tab rồi. Bạn nào mà chưa xem hãy quay lại kênh để xem. Các bạn chỉ chú ý là những cái vị trí nốt số mà nó nằm trên một dòng với nhau như thế này thì các bạn phải móc cùng một lúc. Và mỗi hợp âm người ta đánh hai lần ấy, thì lần đánh đầu tiên thì là cách đệm, lần thứ hai ấy, thì là tỉa nốt. Đấy, intro nó là như vậy. Rồi, Phong sẽ đánh luôn cái tab này nhá. Ô nhịp đầu tiên la thứ này, dây 5 buông thì Phong hiển thị trên tab là 0 số 0 ấy. La, móc, chập, móc, chập. Đó, là cái cách đệm thôi, đâu có gì khó đúng không? Nhìn nó lòng hoàng vậy thôi, nhưng mà thực ra là cái cách đệm. Đây này. Là móc, chập. À, chập thì các bạn đánh cái dây này, tay này vào cái dây 5 và dây 6 này, tát này. Và ba ngón tay dưới các bạn chụp vào ba dây dưới luôn. Đó, Phong để cái dấu X đấy. Lại nhá. À, móc, chập, móc, móc, chập. Là 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0. Lên pha 3-7. Móc, chập, móc, móc, chập. Pha 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0. Đây, cái rê này mới khó này. Các bạn chủ động ấy, chủ động từ cái pha ấy. 0, 0, 1, 0, 3, 1. Đánh cái 0 này là đưa con tay này lên dây 1 ngăn 5 này. Và móc cùng với dây bát 4 ấy, rê nhá. Rê. Rồi, úp hai ngón tay này vào vị trí dây 2 ngăn 6 và dây 3 ngăn 7. Đây cũng là hợp âm rê thứ này. Lại từ pha nhá. Pha 0 lại chỗ đây thứ nhá. Rê móc chập móc móc chập. Rê 0 3 0 5 0 3 0 mi trưởng. 0 0 0 0 3 1 0 là móc chập. Là có một cái cây trong một cái vườn. Đó, nó quay lại la hai ô la thứ là nó quay lại từ đầu ấy, xong rồi hát cái là bắt lên pha major 7 luôn. Thì lúc nãy Phong đọc cái số ấy thì có nghĩa là Phong đọc cái vị trí mà các bạn bấm trên ngăn ấy. Đấy cũng là nằm trong cái cách đọc tab ấy, thì Phong không nói lại cách đọc tab nữa nhá. Rồi, còn cái phần làm mẫu thì Phong đã đánh ở cái phần demo đầu tiên rồi, nên Phong sẽ không đánh lại nữa. Mời các bạn xem tab chạy, xem tab chạy rồi chắc chắn các bạn sẽ hiểu thôi. Ok, ở phần tiếp theo thì như mọi khi Phong sẽ áp dụng vào bài luôn cho các bạn xem để có cái góc nhìn và tập luyện nó dễ dàng hơn. Ở cái bài nhạc này ấy, thì nó có một nửa là hát của bên nhạc MTV và một nửa là đọc rap. Thì Phong sẽ chủ yếu là thị phạm vào phần hát nhá. Vì rap thì cũng lười tập, với lại cũng không đam mê rap cho lắm. Một bài này nó chỉ có một vòng hợp âm và một cách đệm duy nhất đấy thôi. Thế nên các bạn đệm được rồi thì tập rap nó cũng sẽ rất là nhanh. Các bạn nhìn lên trên cái phần lời Phong đã chia hợp âm này nhá. Cái phần lời mà Phong chia nó sẽ không giống như ở hợp âm chuẩn mà các bạn hay xem nhé. Cái hợp âm mà Phong đặt những cái chữ nào thì các bạn cố gắng đánh cái dây bát nó nằm trúng cái chữ đấy. Riêng cái bài này hai ô la thứ đầu tiên là các bạn chưa hát nhá. Thì Phong để ở mé mé bên ngoài cái chữ ấy, chứ không có đặt trực diện vào cái chữ. Thì ví dụ như có một cái cây trên một cái vườn ở A1 này. Là móc chập, móc, móc chập.
la lần hai, la lần hai đánh cái bát rồi mới hát nhá. La móc chập móc móc chập, là có một cái cây trong một cái vườn ấy. Xuống dưới đánh pha tiếp rồi mới hát, pha trên những tán cây nở rộ những đóa hoa. Rê có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm, con sẽ đánh intro xong vào hát nhá. Intro này là móc chập móc móc chập, cái cây trong một cái phà mà giờ bảy bát trên những tán cây nở rộ những đóa hoa. Rê có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm, tìm ngoài tìm mãi nên quên lối về. Trên cái phần lời Phong chia ra thì có A1, A2, A3, A4 là nó giống nhau y chang về cái cách hát và cách đệm. Nó chỉ thay cái phần lời thôi, là có một cái cây A1 này, A2 thì có hai cái cây này, A3 là có ba cái cây, rồi A4 nói chung là nó cũng vậy thôi, các bạn tùy cơ ứng biến. Nó chỉ có khác một cái phần cuối B ấy, là nó rải và nó phiêu, có hướng có hai hợp âm là mi trưởng và la thứ. Mi trưởng là la thứ này, giống như đoạn đầu Phong demo Phong hát ấy, là niềm cô đơn của những người trưởng thành, rải cái mi trưởng, là khi muốn trốn nhưng không ai tìm. Nó xong hát lại, nhiều khi ta muốn ta được bé lại, lại lại đi trường, để khi đi trốn có người đi tìm. Nhiều khi ta muốn ta được bé lại, để khi đi trốn có người đi tìm. Đó, đánh lại intro để kết thúc một bài nhạc thế thôi. Còn cái phần đọc rap mà nếu các bạn muốn tập đọc rap luôn thì khi nắm được cách đệm rồi, nắm được hợp âm rồi, các bạn cứ đệm một cái vòng này thôi, tập hát rap vào chắc chắn nó sẽ vào. Thì con sẽ thị phạm một đoạn rap thôi vì không có biết đọc rap, với lại thực sự thì cũng không đam mê rap cho lắm. Này, Phong đánh ở cái hai cái mi trưởng cuối luôn nhá. Móc chập mi, anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm, lòng em không được sống cuối cùng em mất công chìm. Nếu mà có cây bút vì nhớ nhung đóng quánh giờ nó phủ thành bê tông, chúng ta rồi sẽ có con chuyến đi dài. Nó rap thì như vậy thôi, cũng khá là dễ, nhưng mà phải nói là ông Denvo này ông ấy viết rap hay phết đấy nhở. Rồi đùa các bạn rồi thôi, video này Phong xin kết thúc ở đây. Các bạn hãy để lại những cái thắc mắc của các bạn phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.